아니야? Đây các bạn đứng dịch lại đây cho nó cân. Thank you.
và toàn thể nhân dân cổ vũ cho tiết mục của câu lạc bộ người cao tuổi. Tiếp theo chương trình dần dập dờ mùa xuân theo ánh đèn, mùa xuân đầu tiên hòa bình độc lập sáng tác là